Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày mai ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào bất chợt kèm dông. Riêng vùng đồng bằng và ven biển chủ yếu có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Do có mưa nên nền nhiệt khu vực này, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ chỉ phổ biến trong khoảng là từ 21 cho đến 24 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, mưa nhỏ chỉ tập trung về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 23 cho đến 26 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 28 cho đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Với khu vực miền Trung thì thời tiết ít thay đổi, chủ đạo là nắng ráo, nền nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phổ biến trong khoảng là từ 23 cho đến 30 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 32 độ. Tây Nguyên cũng nắng cả ngày với nền nhiệt khá cao, phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 34 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng lại đang có xu hướng gia tăng hơn. Vùng nóng bao trùm khắp miền Đông và lan sang cả một số nơi ở miền Tây. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt lên đến 35-37 độ. Nắng nóng như thế này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, quý vị nên chú ý tránh làm việc quá lâu ngoài trời nắng để đảm bảo sức khỏe. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-29 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 20-32 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-29 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-27 độ, độ ẩm 85-90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH Trumil, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.